Thưa quý vị, Lâm đang đứng ở trước trên đường vào thị trấn thứ 11 hay còn là huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang. Hôm nay thì Lâm sẽ về Miệt Thứ. Thì Miệt Thứ thì khi mà qua cõi phà Sẻo Gô hay là phà Tắc Cậu thì chúng ta đã về Miệt Thứ rồi. Miệt Thứ thì nói với vùng An Minh với U Minh với Cà Mau hiện nay. Hôm nay Lâm mời quý vị cùng tham quan một vòng thị trấn thứ 11, huyện An Minh nhé. Và mời quý vị theo dõi. Đây là từ trên Rạch Giá mà đi thẳng xuống luôn đó quý vị. Trường cấp 3 của An Minh nè quý vị. Là bến xe của huyện An Minh nè quý vị. Sau đây mời quý vị cùng Tâm đi qua cầu vào chợ của An Minh nha quý vị. Đây là trên cầu nhìn xuống này quý vị. Ở dưới có nhiều ghe tấp nập vô là để một là mua bán, hai là trao đổi các loại hàng hóa đó trên chợ, hoặc là dân đi mua bán hàng hóa đó quý vị. Đây là khu trung tâm thương mại của thị trấn Thứ 11 quý vị. Rồi mọi người cùng dạo một vòng với Lâm trung tâm thương mại của thị trấn Thứ 11. Cái chợ chính như đóng cửa rồi quý vị. Đây là đang trên đường số 7. Đây là đường số 6. Đây là hết đường số 6 rồi quý vị. Tâm sẽ quay lại khu vực chợ nha. Đường này song song với cái đường quốc lộ, tỉnh lộ ở ngoài kia luôn đó quý vị. Mà đi bên tay phải chúng ta đi lên xã Nhân Khánh, còn về bên tay trái thì vào trung tâm huyện. trung tâm này chỉ bán ở mặt trước thôi. Rồi, mời mọi người cùng Lâm qua trung tâm của huyện An Minh nha. Cô ơi, trung tâm này có lâu chưa vậy cô? Cái chợ này nè. À, mới sau này á, rồi hồi trước là cái chợ của mình ở đâu cô? Ủa cô, vậy là trước đó là cái chợ của mình nằm ở đâu cô? Cũng đây luôn nhưng mà chầm sụp lắm. À, vậy là 5 năm nay. À, 5 năm nay hả cô? Dạ. Ủa sao như chợ này buôn bán buổi sáng sớm là đông hơn nữa hả cô? Giờ này mới đông, sáng chắc. À, dạ. À, phía bên kia ngay gần trung tâm của huyện An Minh nè quý vị. Đây là trung tâm của huyện An Minh mà nãy là Lâm chưa có quay nè. Đây là bán các ghe hàng bán ở dưới sông này quý vị. Ủa chú ơi, cái này là mình lại đây mình bán luôn đó hả? Không bán, người ta kêu chạy đi. À vậy đó hả? Ừ. Dạ. Ủa con tưởng đâu cặp lại đây là bán. Là có bán luôn không hay là chỉ đậu thôi? Đậu thôi chứ. À vậy là mấy ghe hàng kia lại bán thôi nha chú. Ủa cái này mình từ đâu lại bán vậy? Ở đây luôn hả? À, dạ. Ủa vậy con sò này là sò gì vậy ta? Ủa nó còn sống luôn. Lấy rồi hả? Lửa xám nữa, cái đồ lửa xám. Ủa còn ốc này là ốc? Ốc bù, ốc lát. Ốc lát, ốc bù. Ốc bù bự. Ủa sống không hả chị? Dạ, lấy. Ô, con kia nó bự ra. Nó bự á. Dạ. Tất cả là sống hết. Đi chị, con này là con gì chị nhỉ? Con này sò móc trâu. Móc trâu hả chị? Móng trâu hả? À, dạ. Rồi. Cho con quay với cô. Quay đăng lên đài. Mà thú bán 35 mà nó hại giá này giờ luôn. Trời ơi. Đây là cầu Kinh Hãng nè quý vị. Đây là quang cảnh ngay cầu Kinh Hãng. Mời quý vị cùng theo dõi một cái chợ dập hộp cũng ở ngay thị trấn thứ 11 của huyện An Minh luôn quý vị. Đây là bệnh viện đa khoa của huyện An Minh. Trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. mời mọi người cùng quay lại cái khu dân cư và cái khu trà trầm hổm nhé quý vị. Mời mấy người tham gia một vòng coi có gì đặc biệt không em quý vị. hết phải không chị? Cá đồng anh ơi, rau đồng luôn nha, rau đồng luôn. Rau đồng đồng chạy bồng bồng luôn nha anh. Cá lóc đồng luôn đó. Cá giác đồng luôn anh ơi. Chị mua cá, mua cá đi chị, cá đi. Mua mấy ký, mấy ký. Ở đâu mà quay phim vậy không biết nữa. Chú mua mấy bó bồng bồng chứ, chú bán đi bồng bồng nha, đồng chạy đồng nè. Bó 15 đó, mua 4 bó 6. Rồi đọc chạy luôn, 2 bó 25 luôn anh, đọc chạy gừng luôn đó anh. Mua về tặng bà bóp mấy ông gì chợ cho mình. Ừ, chợ của mình ngày xưa ở bên kia là một cái chợ nữa đúng không? Đúng rồi. Bên đây là chợ chợ trời. Bên đây chợ trời đó. À, ở đây là chợ trời. Đâu mà được. Con đi chợ đúng. Thích đi chợ chợ hổm hơn. Trong đồng ta ra có rồi bán dễ hơn. Rồi đó rồi. Cái này là trái giác nha. Cái này trái giác nha. Bên bản thì ta biết hơn người Việt, ta biết là đây là có trái giác. Trái giác nấu canh chua cá lóc là đúng rồi đó chị. Trời. Đúng rồi. Em ở Rạch Giá chứ ở đâu. Cái này hả? Cá đó là cá bị xịt thôi, bị xịt gãy sống. Bị tạt. Quay đưa lên nha anh, đưa lên nha. Quay dằn cá này giờ. Cá dày. Cá dày hả? Ờ. Cá lão ha. Cá này ở ngoài kia không? Con cá đó ngon lắm á. Dạ. Có bự chứ mà hết rồi đó. Cái này quay đi nước ngoài á vậy. Quay đưa nước ngoài. Có nghĩa là gửi cho đồng bào ở nước ngoài nó xem hả? Dạ. Biết nông dân mình nó ở đây cực khổ vậy hả? Ủa đi dạo một vòng. Dạ. Dạ chút em qua thôi quay. Ủa chị ơi, cái này là khoảng mấy giờ là tụ họp nhiều đông? À tới khoảng 7 giờ là hết hả? Cá này kêu. Ồ cá này cá gì? Cá chép em ơi. À cá chép. Em quay con cá chép cho chị ơi. Cái này không có chống rung. Đúng vậy. Mình mới gặp này. Cô bán cái này được lâu chưa cô? Nhà nào cũng lâu rồi chú ơi. À vậy hả? Dạ. Con quay cái này cái. Mè. Dạ. Ở thường cô bán sớm không? Sớm, giờ sao trong muộn đi ra là 4-5 giờ người ta tới. Vậy khoảng mấy giờ là mình tan chợ cô? Chứ 10 giờ đây chứ nữa cũng tan hết. À cũng có tan rồi có không? Dạ. Con cảm ơn nha. Đi đây. Ô cá chê. À, cá chê. Đi vàng. Chê này chê ở trong ruộng không á chị? Con này cá bóng hả? Bóng. Để chơi vàng. Để chơi cá bóng gì đây người đẹp. Một ký hả? 200 lưng bự. Gắn bự. Đây để mình. Gắn bự. Cái nhiều.